Một lần nữa, đội về đích cuối cùng vẫn an toàn. Liệu sự may mắn đó còn tiếp tục ở chặng 3 của cuộc đua, hay các đội chơi sẽ phải đối mặt với nguy cơ trở thành đội bị loại đầu tiên? Những điều thú vị đang chờ đợi họ ở phía trước. Hãy chờ xem đội chơi nào sẽ về đích đầu tiên trong chặng đua thứ 3. Richie và Mimi có vượt qua 9 đội khác để dẫn đầu và thoát khỏi hình phạt đang chờ sẵn. Đón xem cuộc đua kỳ thú phát sóng 20 giờ thứ 6 hàng tuần trên VTV3.